Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sơn liễu phong thiên nhiên chi tàn rinh nhà mình nha. Cây sống khỏe rồi, xanh tươi luôn. Cái này có mã số là 926, có số đo tổng hoành gốc là 14, chiều cao là 95. Cây đang nằm bầu đất rinh là 20 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship. Bảo sống nhà mình yên tâm nha. Sơn liễu phong thiên nhiên. Cây quá khỏe rồi nha mình. Cây đang thay lọc nha. Cây đang thay lọc. Chì tàn rinh luôn. Chì xương rinh. Cây này về nhà mình việc lên cái chậu. Ok nha. Chơi phong thiên nhiên luôn. Này. Thiên nhiên tự tạo nha mình. Xương liễu. Rồi mã số 926, 450k bao ship. Sơn liễu tàn rinh thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, cây phong thiên nhiên. Cây đang ra lọc non, rất là sung nhà mình nha. Xanh tươi luôn. Cây cũng rất là già, phong tông cao. Cái này có mã số là 927. Có số đo tổng hoành gốc là 25, chiều cao là 97. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 35 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship. Này. Cây phong thiên nhiên nhà mình nha. Tay cần lên luôn. Cây rất là già nhà mình. Này, lọc non này, xanh tươi luôn. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu là ok thôi nha. Chơi phong thiên nhiên. Mấy cây phong như thế này là nó nhanh có ho lắm nha mình. Rồi mã số 927, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên nha mình nha. Cây sống khỏe rồi. Cây nhỏ nhưng mà rất là già nha mình. Cây này có mã số là 928, có số đo tổng hoành gốc là 25, chiều cao là 90. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 30 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship. Bao sống nha mình yên tâm. Này. Cây sống quá khỏe rồi, xanh tươi luôn. Cây nhỏ có vỏ nha mình. Nhìn cái thân này. Nhìn nó nâu sần, rất là già cây luôn nha mình nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi mã số 928, 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 929, có số đo hoành gốc là 38, chiều cao là 100. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 35 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm nha. Đây. Cây này chung cốt nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Ba thân dựng đều luôn nha mình nha. Cây này về nhà nhà mình chỉ việc lên cái chậu. Là ok nha. Bông cây nó khác liền. Phôi thì vẫn là phôi thôi. Mà một khi đã phôi lên chậu là nó rất có giá trị nha. Rồi mã số 929, 450k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây này form mini nhưng mà rất là già cây nha mình. Thân nâu sần đều luôn nha. Cái này có mã số là 930, có số đo hoành gốc là 20, chiều cao là 63. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 30 nha mình nha.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cây khỏe rồi nha mình, liền cốt luôn nha. Đây, thân này nu sần đều luôn, nu bú rồi nha mình, khá là hay luôn nha. Cây form mini nhỏ một cậu vỏ nha mình. Rồi mã số 930, 300k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ cho mình nha. Hôm nay xả vườn sập sàn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.